Xin chào quý vị, chị và chú quay lại kênh với Phú. Nay thì trong trình đóng hàng thì Phú cũng thấy có một số món đồ cần review cho quý vị và chị và chú cùng tham khảo một chút. Vì thực ra là hàng bên em thì vẫn về rất là nhiều. Quý vị có thể thấy một cái góc hàng rất là nhiều. Tuy nhiên thì em không có review mấy lên trên kênh YouTube mấy, vì thực ra là có các anh chị cũng vẫn đặt hàng các cái món như đồng hồ rồi các cái thực phẩm chức năng. Ví dụ đây là có cái đài Panasonic, cái này thì trước nó 700 nghìn nhưng đợt này nó có sale là còn 550 nghìn về Việt Nam nha quý vị. Trong tuần đầu tuần tháng 9 thì nó có sale còn 550 nghìn về Việt Nam. Cái này thì AM/FM 108 này quý vị. AM/FM có tặng kèm pin và tai nghe luôn nha quý vị nhé. Cái này thì nó được sản xuất ở đây thì những cái này sẽ được sản xuất tại Indonesia quý vị, đây có ghi ở Indonesia. Em có đặt khoảng một chục cái cho quý vị anh chị của chú cùng có đặt đấy, thì em đã đóng một số rồi, tuy nhiên còn một số thì vẫn chưa đang đóng dở, em review luôn quý vị anh chị của chú cùng coi. Góc kia thì góc kia có thêm mấy thuốc giải độc gan, ví dụ như là giá rượu, khi mình uống rượu thì nó sẽ có chức năng rất là tốt. Rồi các thuốc xương khớp, khớp Riro này thì 900 Riro này thì 900 viên nha quý vị. Số xương khớp giá về Việt Nam tầm 800 nghìn. Cái này thì ra nó nặng, cái này một cái hộp này nó gần mất 1 cân rồi đó. Đây là cái cước vận chuyển nó mất vài trăm nghìn rồi nha quý vị. Đắt là đắt thêm một cước vậy đó. Còn bình thường thì vẫn là các cái khoản thuốc sinh lý, bộ phận tráng dương nha các anh em. Macastin, cái này là chắc là cái sản phẩm nổi tiếng nhất của cái bộ phận tráng dương đấy, bên Nhật đấy. Thì cả Việt Nam cũng cái này cũng rất là nổi tiếng. Nó có chức năng thậm chí đánh giá tốt hơn các loại mà Việt Nam mình hay quảng cáo, như là Fujisumo hay là Nastron, hay là một số gác hay Made in Japan nha quý vị. Hạn sử dụng thì vẫn là 22 tháng năm 2022, tháng 11 năm và ngày 30, gần hơn 1 năm nữa, rất là thoải mái dùng. Cái này trong vùng 60 viên thì dùng cho 1 tháng, vị 30 ngày. Đấy, cái giá của cái này thì nó trên 1 triệu về Việt Nam. Hàng hàng mua đàng hoàng nhé, không phải là hàng có chuyện gom số lượng lớn nha quý vị. Hàng gom số lượng lớn, quý vị mua hàng bên này mà cứ gom số lượng lớn mới chuyển sỉ lẻ các thứ ấy, số lượng lớn thì quý vị nên xem xét một chút. Để em cũng chia sẻ thật thử như thế. Thì con hàu này là sản phẩm rất nổi tiếng rồi, 120 viên cho 30 ngày, một ngày 4 viên này. Cái này thì cũng hạn sản xuất rất là dài luôn đấy, 2022 là ít. Và cái Ohiro này thì nó nổi tiếng, hàu này thì hàu chiết xuất từ con hàu Hiroshima của Nhật Bản, thì là một cái loại hàu có cái hàm lượng cao nhất được nghiên cứu tại Nhật Bản đấy quý vị nhé. Này có chức năng bộ thận tráng dương rồi cải thiện chức năng sinh lý thứ rất là nhiều. Còn kia thì có tăng tăng rau cọ râu của Panasonic hàng mới tinh về Việt Nam thì hơn 2,5 triệu chút. Đồng hồ thông minh rồi Orient, Orient kia thì cũng sell hai Orient kia thì sell 5%, còn 3,5 triệu về Việt Nam. Trước em có review rồi, quý vị có nhu cầu thì em sẽ nhắn tin lại cho quý vị nhé. Cái này thì em có review một cái video riêng của nó ở trên kênh, cái cũng khá khá lâu chút. Quý vị, hàng rất là đẹp, automatic, Orient chính hãng, sale 50%, còn 3,5 triệu về Việt Nam nha quý vị nhé. 3,5 triệu về đến Việt Nam đã bao gồm cước phí. Còn ở đây trước mặt thì hai mẫu đồng hồ đợt trước thì em có review cái Citizen này rồi, Citizen 08A này rồi. Con này gần gần 5 triệu về Việt Nam nha quý vị nhé, khá là đẹp, automatic. Đấy. Còn bên cạnh đây cũng là một sản phẩm Citizen khác của nữ. Đây thì có một anh chẳng còn anh ở trên Lào Cai, anh ấy đặt em một đôi này. Đôi này thì là Seiko nam dành cho anh, còn nữ nữ này thì anh ấy đặt kèm cho phu nhân, nên là
Sau đó thì à, cái này là nữ thì nó có size nhỏ tầm 26 27 mm như vậy. Cái này là chạy bằng chức năng là pin năng lượng mặt trời, Eco Driver. Thì à, pin năng lượng mặt trời như vậy nhá. Cái này là Citizen chính hãng nhá. À, vẫn là làm stainless steel, thép không gỉ. Đây thì ghi chống nước, không thấy bao nhiêu mét ở đây. Rồi, Eco Driver thì nói chung cái đồng hồ này thì cũng rất là đẹp. Cái này là nó có ghi đây là không không cần phải thay pin nha quý vị, pin nó là pin năng lượng mặt trời. Quý vị có thể ra sạc ra hứng ánh sáng mặt trời một lúc thì có thể chạy được rất là lâu. Đấy, rất là hay trong cái dòng Eco Driver này, rất là đẹp. Nữ thì thực ra là trên kênh của em thì cũng ít cái quý vị đặt về cái đồng hồ, đa số là các phẩm chức năng, các cái mỹ phẩm làm đẹp các thứ thì nhiều. Vì vợ em cũng ở bên này thì cũng sẽ làm với những cái sản phẩm đấy cho tất cả các chị và cô có nhu cầu về cái sản phẩm thực phẩm chức năng, về mỹ phẩm sắc đẹp. Còn đây là một cái mẫu sản phẩm Seiko quý vị, Seiko Princess SRI051 có giá 4 man cộng thuế là 4 man tư, tương đương khoảng hơn 9 triệu Việt Nam đồng. Tại Nhật nha quý vị nhé, giá tại Nhật là hơn 9 triệu giá niêm yết, nhưng giá sale phố ở Việt Nam thì hơn 5 triệu chút. Giá sale bên phố thì cái này nó về Việt Nam thì nó giảm tương đương khoảng tầm 30-40% giá sàn sale nha quý vị nhé. Mà về Việt Nam thì đã bao gồm cước phí vận chuyển thì nó sẽ rơi vào tầm bớt đi được vài 3 triệu so với giá bên này. Với cái size của nó thì em sẽ đo với cùng con chút SARI051 có đường kính mặt điêu là 42 mm. Ở đây thì làm bằng hợp kim bằng thép không gỉ nha quý vị nhé, made in Japan, chống nước 13, tương đương khoảng tầm 100 m này. Đấy. Cái độ dày của cái mặt này thì 12 mm, trên cái núm vặn này có chữ S Seiko. Ở phía sau này thì là một cái thiết kế lộ nội thất với dòng chữ Seiko ở đây. Thông tin máy made in Japan. Water resistant rồi stainless steel đấy. Màu trắng như vậy nhá. Ở góc 3 giờ là góc 9 giờ thì là cái lộ tim. Còn 3 giờ thì là đúng vặn. Cái này thì có 24 đá như vậy nhé, 24 chân kính ấy. Đây thì một số cái sản phẩm hôm nay em có review cho quý vị của chú anh chị cùng tham khảo một chút. Và đặc biệt trong cái mùa dịch này thì các em có học sinh học online rất là nhiều. Ở bên Việt Phú thì máy tính rất là nhiều luôn nha quý vị. Em không không review laptop ở trên kênh YouTube. Quý vị có thể thấy ở trên Zalo, trên Facebook của em. Mà dạo này em cũng không có mà đăng nữa vì khách đặt rất là nhiều. Cứ về là bảo khách là người ta lấy thôi, chứ cũng không phải đăng lên nữa. Vì cái dạo trước chưa chưa học online nhiều thì còn đăng lên, viện chị của chú cũng biết. Đợt này thì đa số là khách đặt. Mà giá bên em thì có thể nói là rất là rẻ. Nếu mà so với cái giá laptop ở Việt Nam thì nó là một không không so làm gì nữa rồi, thì nó rẻ rất là nhiều. Còn so với các anh em bán laptop cũ ở bên Nhật này về, nói Việt Phú mà giá mà đứng thứ hai thì không có ai dám mà là chủ Nhật luôn. Đấy, quý vị anh chị và chú cứ tham khảo các shop bán laptop bên này, Việt Phú mà rẻ thứ hai thì không ai dám là chủ Nhật. Đấy, thì em xin cảm ơn quý vị anh chị và chú cùng tất cả các bạn đã theo dõi video và trên kênh Việt Phú ủng hộ kênh Phú thời gian qua. Xin chào, cảm ơn và hẹn lại trong video sau.